một chiếc laptop dưới 20 triệu sẽ là một khoản đầu tư khôn ngoan cho các bạn sinh viên. Không cần chi quá nhiều tiền, chỉ cần bỏ ra dưới 20 triệu đã có thể đáp ứng cấu hình cho các bạn sinh viên đủ để sử dụng cho học tập trong suốt 4 năm đại học. Laptop TCL sẽ giới thiệu các bạn 5 chiếc laptop tốt nhất trong tầm giá dưới 20 triệu, bảo hành dài, nhiều quà và khuyến mãi cho học sinh, sinh viên nữa. Link chi tiết từng sản phẩm và các chương trình khuyến mại mình sẽ để dưới phần mô tả của video này nhé. Tiêu chí chọn laptop dưới 20 triệu cho sinh viên: CPU Core i5 Gen 6 đến 11, RAM 8/16GB, SSD 128/256GB, màn hình Full HD IPS. Vị trí thứ nhất trong danh sách là một chiếc laptop mới ra mắt năm 2021 của Dell. Dell Inspiron 3511 có cấu hình CPU i5 đến 11 13 5G7, RAM 8GB, SSD 512GB mét vuông NVMe, màn hình 15.6 HD, VGA NVIDIA GeForce NX 3502GB. Ưu điểm: thiết kế hiện đại, sang chảnh, viền màn hình mỏng, cấu hình i5 thế hệ 11 mới nhất trên laptop dùng thoải mái trong 10 năm tới. Các rời NVIDIA khỏe gần bằng GTX 1050, vừa thiết kế vừa chơi game được. Chiếc máy này đang được giảm trực tiếp 1 triệu cho các bạn học sinh, sinh viên chỉ còn 19.490. Dell Inspiron 3501, người anh em sinh đôi của Dell 3511, có cấu hình CPU i5 đến 11 13 5G7, RAM 8GB, SSD 512GB mét vuông NVMe, màn hình 15.6 HD, VGA NVIDIA GeForce NX 3502GB. Ưu điểm: thiết kế mang hướng cổ điển, cấu hình tương tự 3511, thoải mái làm các công việc liên quan đến học tập, design và giải trí, chơi game. Giá siêu tốt cho các bạn sinh viên chỉ 19.490. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 cũng là một chiếc laptop flagship của dòng ThinkPad Carbon. Cấu hình văn phòng mạnh mẽ, CPU Intel Core i7-6600U, RAM 16GB, ổ cứng SSD 256GB, màn hình 14 inch Full HD IPS. Thiết kế cổ điển huyền thoại của ThinkPad với phần vỏ làm từ sợi carbon siêu chắc chắn và nhẹ. Cấu hình i7-16GB RAM quá dư thừa cho các tác vụ văn phòng. Laptop TCL đang có giá siêu thơm cho Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 chỉ 16.790. Chúng ta hãy cùng đến với vị trí số 4 là chiếc HP Notebook 14S đến CG2005 Tu, có cấu hình CPU i5 đến 10210U, RAM 8GB, SSD 256GB, màn hình 14 HD. Ưu điểm: đây là một chiếc laptop có ngoại hình rất đẹp và sang chảnh cho các bạn sinh viên. Kích cỡ 14 inch nhỏ gọn, cấu hình tuyệt vời i5 thế hệ 10 dư sức làm văn phòng và giải trí nhẹ trong vòng 5 đến 7 năm, giá quá rẻ cho các bạn sinh viên chỉ 13.490.000, không có đối thủ trong tầm giá này. Cuối cùng là một đại diện nữa đến từ Dell là Dell Inspiron 5488 với cấu hình CPU i5 đến 8250U, RAM 8GB, SSD 256GB, màn hình 14 HD, VGA NVIDIA NX 2502GB. Cấu hình còn khá mới, i5 đời 8 kết hợp với các đồ họa rời đem lại hiệu năng rất tốt. Màn hình 14 Full HD rất sắc nét và đẹp mắt. Đặc biệt giảm giá cho sinh viên chỉ còn 14.190. Các bạn sinh viên đã chọn cho mình chiếc laptop nào cho bản thân chứ? Nếu chưa, hãy để lại comment ở phía dưới hoặc nhắn tin trực tiếp cho fanpage để chúng mình tư vấn thêm cho nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.